chiều ngày 8 tháng 2, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tham quan, kiểm tra, đánh giá mô hình điểm phân loại rác thải tại nguồn làm phân cam cốt tại thôn Bình Chủ, xã Cao Đại. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể liên quan của huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội và một số hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu mô hình tại thôn Bình Chủ, mô hình điểm phân loại rác thải tại nguồn làm phân Campot, tại thôn Bình Trù, xã Cao Đại được triển khai điểm bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 năm 2022 với 20 hộ tham gia mô hình. Đến ngày 8 tháng 10 năm 2022 triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn thôn Bình Trù và một số hộ của hai thôn Đại Định, Cao Xá, đến nay tổng số hộ tham gia mô hình là 175 hộ, đạt 100% kế hoạch. Theo đó, rác thải sinh hoạt sẽ được phân loại thành ba loại, rác hữu cơ, rác tái chế và rác còn lại. Sau phân loại, rác hữu cơ rễ phân hủy được tiến hành xử lý bằng chế phẩm sinh học vi sinh với quy trình kỹ thuật để tạo thành phân hữu cơ. Trong khi đó, rác có khả năng tái chế và rác còn lại được thu gom riêng để xử lý theo quy trình tránh ô nhiễm môi trường. Qua kiểm kê rác cho thấy, qua việc phân loại và xử lý rác, lượng rác thải xử lý giảm trên 30%. Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai mô hình tại các hộ gia đình ở thôn Bình Chủ, đồng chí Lê Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội xã Cao Đại, sự đồng thuận, ủng hộ, hưởng ứng tích cực của người dân thôn Bình Chủ. Từ đó, mô hình phân loại rác thải tại nguồn làm phân cam cốt tại thôn Bình Chủ đã đạt kết quả tích cực qua kết quả triển khai mô hình nhận thức về công tác bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên tạo ý thức tính chủ động trong việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình giảm khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình phải thu gom vận chuyển xử lý đồng thời tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp